Lâm Tuyết Hoa, cô có còn biết xấu hổ không? Làm ăn kiểu gì thế này? Giám đốc Các, đây là khu vực công cộng. Tôi đang kinh doanh hợp pháp ở đây. Cô có gì không phục? Họ Lâm kia, cô nên suy nghĩ cho kỹ. Chuyện gì xảy ra cô tự chịu trách nhiệm. Cát Lan, cô muốn chơi đều với tôi phải không? Mấy người nghe cho rõ đây. Lát nữa nếu có ai dám động vào các người thì lập tức nằm xuống đất cho tôi. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người đến kiểm tra sức khỏe miễn phí cho các người. Các người còn có thể kiếm được một khoản đấy. Giám đốc Lâm, chúng tôi hiểu rồi. Cát Lan đáng lẽ định cho mấy nữ nhân viên xông lên rồi. Nhưng Lâm Tuyết Hoa vừa nói thế, cô ta lại không dám để mấy nữ nhân viên làm loạn nữa rồi. Con Lâm Tuyết Hoa này thật là quá xấu xa. Chiêu này của cô ta thật độc địa. Muốn chơi với tôi à? Cô còn non lắm. Ngay lúc này, Mã Thải Hà dẫn theo một đám chị em đi tới. Anh Trần, lâu rồi không gặp. Chị Mã đấy à? Hôm nay định đến xem mỹ phẩm phải không? Vâng, anh Trần. Sao anh lại ở ngoài này? Còn ồn ào thế này nữa? Kẻ thù của Cát Lan, Lâm Tuyết Hoa hôm nay dẫn người đến phá đám. Cát Lan đang ở bên kia xử lý. Tôi là đàn ông cũng không tiện tham gia, nên đành đứng đây thôi. Cái gì? Lại có người dám đến phá đám? Thật là chán sống rồi. Anh Trần cứ yên tâm, chuyện này cứ để tôi lo. Mấy người tụ tập ở đây làm gì? Cút hết cho tôi. Cút ngay. Mã Thải Hà sao lại đến đây? Cô ta và nhà họ Mã là một thế lực ở Tinh Linh, không thể chọc vào, không thể dây vào cô ta được. Tránh ra, chó đừng chắn đường. Thấy Mã Thải Hà đi tới, Lâm Tuyết Hoa đứng đó cười gượng gạo, vội vàng lùi lại mấy bước. Đi chỗ nào mát mẻ mà ngồi đi. Cút hết cho tôi. Mau đến xem. Đánh chết người rồi. Đầu tôi đau quá. Không được, không được rồi. Bụng tôi đau quá. Tôi phải đi bệnh viện. Hai con nhỏ khốn kiếp, con dám giở trò này với tôi à? Chị em, dạy cho chúng nó một bài học. Nghe thấy Mã Thải Hà gọi, đám chị em phía sau lập tức xông lên, trực tiếp cho hai đứa nhân viên khuyến mãi kia một trận đòn như tử. Lâm Tuyết Hoa, nghe cho rõ đây, cút ngay cho tôi, đừng để tôi thấy mặt cô. Còn nữa, về nhà dạy dỗ lại mấy con đi thối tha này cho biết cách làm người. Nghe thấy chưa? Chị Mã, chị bớt giận. Bớt giận, tôi đi ngay đây. Lâm Tuyết Hoa biết mình không thể đắc tội với Mã Thải Hà, liền vội vàng dẫn đám nhân viên khuyến mãi rút lui trong nhục nhã. Anh Trần, chuyện lần trước thật sự cảm ơn anh nhiều. Nếu không phiền, tối nay có thể mời anh đi ăn được không? Chị Mã, cái đó, tối nay tôi có việc, để khi khác nhé. Hey, vậy được rồi, khi nào rảnh thì nhớ liên lạc với tôi nhé. Trời ạ, con trai ra ngoài nhất định phải bảo vệ bản thân cho tốt. Phụ nữ ở Tinh Linh này thật đáng sợ. Cùng lúc đó, Triệu Đại Bảo đột nhiên trên đường chặn Bạch Văn Hải và Bạch Tam Cường lại. Văn Hải, lâu rồi không gặp. Chuyện của Trần Dương, mấy người nghe nói chưa? Triệu Đại Bảo, muốn nói gì thì nói thẳng, đừng có giở trò với bọn tôi. Trần Dương có chuyện gì? Bạch Văn Hải, mấy người vẫn chưa biết à? Không có gì, không có gì, tôi nói bừa đấy. Triệu Đại Bảo, có phải cậu biết chuyện gì không? Trần Dương rốt cuộc làm sao? Tôi nghe nói Trần Dương đã dồn hết tiền tài sản vốn có của mình đầu tư vào nhà máy đóng hộp. Bây giờ cậu ta căn bản không có tiền trả cho mấy người đâu. Hành gì Trần Dương ký hợp đồng lâu vậy rồi mà vẫn chưa trả tiền, thì ra là dồn hết vào nhà máy đóng hộp rồi. Hơn nữa, đồ hộp của Trần Dương bán đắt như vậy, cậu ta căn bản bán không được. Tôi thật sự lo lắng cho mấy cậu. Người ta dùng một tờ giấy trắng đã lừa lấy đất của mấy cậu. Mảnh đất này chính là cái gốc của nông dân chúng ta. Thế này thì hỏng bét, cả nhà ra trẻ em rằng phải chịu đói. Trần Dương lấy một tờ giấy trắng muốn lừa đất của chúng ta, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, không thể chấp nhận được. Trần Dương là một trưởng thôn, lâu như vậy không xuất hiện trong thôn. Người vô trách nhiệm như cậu ta căn bản không xứng làm trưởng thôn. Đi, chúng ta về thôn, bàn bạc với mọi người cách chức trưởng thôn của cậu ta. Nói xong, Bạch Văn Hải và Bạch Tam Cường tức giận xông thẳng về phía trong thôn. Trần Dương, dạo này thật sự rất cảm ơn cậu. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cát Lan nhìn Trần Dương với vẻ biết ơn. Từ khi Trần Dương đến Tinh Linh, sự nghiệp của cô ấy ngay lập tức thuận lợi. Chị Lan, dạo này em đã chữa khỏi mặt cho không ít phụ nữ, chắc là kiếm được kha khá tiền rồi nhỉ? Ừ, tính sơ sơ. Dạo này chị kiếm được khoảng 2,9 triệu tệ. Cộng với 1 triệu tệ kiếm được ngày đầu tiên đến đây và 1 triệu tệ long băng băng mua đồ hộp. Bây giờ tôi có tổng cộng 4,9 triệu tệ. Cơ hội kinh doanh ở thành phố lớn thật là nhiều. Hi hi, Trần Dương, thị trường ở Kim Lăng khá lớn. Nếu cậu ở lại đây thêm một thời gian nữa, tôi đảm bảo cậu sẽ sớm có tài sản hàng chục triệu tệ. Chị Lan, bây giờ em là trưởng thôn Hoa Ngư thôn. Em đã ở Kim Lăng khá lâu rồi. Hơn nữa dạo này em luôn cảm thấy bất an, cứ cảm thấy như có chuyện gì sắp xảy ra ở Hoa Ngư thôn, nên em muốn về xem sao. Vậy à, Cát Lan rất muốn giữ Trần Dương ở lại Kim Lăng, nhưng cô ấy nghĩ mãi cũng không tìm được lý do thích hợp. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Dương reo lên.
Anh Lô, Nguyệt Vân, có chuyện gì vậy? Trần Dương, có phải anh chờ ở Kim Lăng để lù lẫn rồi không? Gặp cô chị họ Cát nàng kia rồi thì không rút ra được nữa hả? Em nói cho anh biết, anh đừng có quên. Bây giờ anh là trưởng thôn Hoàng Ngưu thôn đấy. Mê mông, Nguyệt Vân, có phải Hoàng Ngưu thôn xảy ra chuyện gì rồi không? Hừ, anh cứ tiếp tục chơi ở Kim Lăng đi. Một thời gian nữa anh quay về thì sẽ thấy trưởng thôn đã đổi người rồi. Tôi xem ai dám. Tên khốn kiếp nào muốn ngồi vào vị trí của ông đây? Vài người già trong làng đã bàn bạc rồi. Mọi người quyết định ngày kia sẽ họp ở đầu làng, đồng loạt bãi miễn chức trưởng thôn của anh. Lần này Bạch Văn Hải bọn họ đã liên lạc với rất nhiều người. Bọn họ quyết tâm lôi anh xuống khỏi vị trí trưởng thôn. Lôi anh xuống khỏi vị trí trưởng thôn. Bạch Văn Hải, khoảng thời gian trước anh ta không phải vẫn luôn ủng hộ tôi sao? Sao bây giờ anh ta lại thay đổi rồi? Bạch Văn Hải không biết nghe ai nói. Ông ta nói bây giờ anh không có tiền trong tay, anh đưa cho bọn họ toàn là giấy nợ trắng. Nói anh định dùng mấy tờ giấy nợ trắng đó để lừa đất của bọn họ. Cho nên mấy người đó đều định lôi anh xuống khỏi vị trí trưởng thôn. Không ai phản đối cả. Lại là tên khốn kiếp nào tung tin đồn nhảm nhí đây? Thôi được rồi Trần Dương, em không nói với anh nữa. Em thấy anh tốt nhất dừng về nữa. Anh không có tiền trong tay, về cũng chẳng ích gì. Bây giờ nếu anh không xuất hiện, có lẽ còn có thể trì hoãn thêm một thời gian. Chị Lan, đặt vé cho em. Em muốn về Hoàng Ngư thôn ngay lập tức.